Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, chưa giành được trận thắng nào sau hai trận thua trước U19 Trung Quốc và U19 Hàn Quốc, thầy trò Hứa Hiền Vinh của U19 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp thách thức khi chúng ta đối đầu với U19 Uzbekistan trong trận đấu diễn ra vào lúc 14:30 ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6. Và như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp trận đấu này trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Nếu quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh, sau đó thì quay trở lại để cập nhật link xem sớm nhất. Có thể nói rằng là U19 Việt Nam dẫu là chưa có chiến thắng tại giải khi gặp toàn các đối thủ được đánh giá là cao hơn, nhưng lối chơi của các tuyển thủ trẻ chúng ta đang có sự tiến bộ rất lớn qua từng trận đấu. Đặc biệt mới đây ở cuộc so kè với U19 Hàn Quốc, các học trò của ông Hứa Hiển Vinh bị đối thủ áp đảo nhưng vẫn có không ít cơ hội có thể tạo thành bàn thắng. Nhưng đáng tiếc là các tuyển thủ của chúng ta chưa tận dụng được cơ hội. Ở trận đấu với U19 Uzbekistan cũng được đánh giá là trận đấu khó khăn bởi đối thủ của chúng ta được đánh giá cao hơn với thể hình và thể lực vượt trội. Các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam vẫn rất quyết tâm để có thể giành được điểm số đầu tiên tại giải đấu diễn ra tại Trung Quốc. Dẫu thực tế điều đó không phải là đơn giản, nhưng biết đâu đó đội bóng của chúng ta có thể làm nên điều bất ngờ. Trước khi tham dự giải đấu này, ông Hứa Hiển Vinh cho biết do đây là giải giao hữu để kiểm tra thực lực của các đội sau thời gian tập luyện, nên chúng tôi không đặt ra mục tiêu nào cho các học trò. Tuy nhiên thì việc gặp các đối thủ mạnh của châu lục cùng với lứa tuổi sẽ giúp cho các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để cho các cầu thủ thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cũng như hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 7, tiếp đó là vòng loại U20 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 9 tới. Chuyển sang thông tin khác về đội tuyển quốc gia Việt Nam, các bạn thân mến, cuộc so tài với Iraq tới đây sẽ giúp cho ông Kim Sang-sik tiếp tục lại thắp lửa cho công cuộc tái thiết đội tuyển Việt Nam. Nếu là đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo còn nắm quyền, việc đá với đối thủ Đông Nam Á trừ Thái Lan mà dễ bị dẫn bàn hay là lọt lưới đến 2 lần thì đó có thể coi là bất ngờ. Bởi vậy mà nếu coi chiến thắng 3-2 trước Philippines, đội vốn lâu nay không còn vị thế ở châu lục là một bước đột phá có lẽ là hơi khiên cưỡng. Trước khi bước vào chuỗi 7 trận toàn thua, huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng đã giúp cho tuyển Việt Nam thắng Philippines, lại còn với thế trận là bớt vất vả hơn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa huấn luyện viên Kim Sang-sik, cầu thủ và người hâm mộ không có quyền được vui sau trận thắng vừa qua. Đội tuyển của chúng ta đã trải qua một năm đầy khó nhọc mà mọi chiến thắng trước đây là điều hiển nhiên, bây giờ thì mang tính chất là tinh thần rất lớn. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng ra mắt người hâm mộ Việt Nam bằng một trận đấu ít ai nhớ đến, đó là trận hòa không đều trước Afghanistan tại sân Mỹ Đình vào tháng 11 năm 2017. Nhờ hòa trận này, đội tuyển Việt Nam chính thức có vé đến Asian Cup 2019. Song thì công lớn thực ra là thuộc về huấn luyện viên Mai Đức Chung với 6 điểm trọn vẹn giành được khi đối đầu với Campuchia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ra mắt bằng một trận đấu nhạt, nhưng những gì diễn ra sau đó không thể là chỉ xây dựng trong một ngày. Những chặng đường vĩ đại nhất đều phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Bởi vậy mà chiến thắng đầu tay của ông Kim Sang-sik là điều rất đáng trân trọng. Ông thầy người Hàn Quốc mới đến Việt Nam một tháng còn chưa thuộc tên, thuộc mặt tất cả các học trò. Quãng thời gian huấn luyện của ông chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 ngày, diễn ra khi mà các cầu thủ đã thực sự là rất mệt với chặng đường nước rút ở V-League và tinh thần xuống thấp sau cuộc khủng hoảng thời ông Philippe Jouzier. Trong hoàn cảnh đó, thắng ra sao cũng là một chiến thắng. Niềm tin đã được vãn hồi, nhưng mới chỉ là bước đi rất nhỏ. Tuyển Việt Nam cần phải dốc sức cho trận đấu với Iraq mà có lẽ kết quả là không quan trọng bằng cách chúng ta chơi. Cánh cửa đi tiếp gần như đóng sập lại sau những thất bại trước Indonesia và lại bất ngờ mở ra khi chúng ta thắng Philippines bởi là Indonesia đã thua Iraq. Rồi chúng ta có thể tiếp tục đóng lại nếu trận đấu tới đây Indonesia thắng được Philippines. Việt Nam hiện là đang đi trên bấp bênh cảm xúc và có khả năng đánh mất động lực nếu đối thủ có vé sớm. Thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải đối đầu với Iraq hùng mạnh như thế nào trong hoàn cảnh này? Một trận đấu tốt có lẽ là không níu kéo lại được tấm vé đi tiếp mà đội tuyển Việt Nam gần như đã đánh mất. Nhưng rất quan trọng để cho ông Kim và các cầu thủ
bước đến chặng đường còn lại. Chưa cần chờ đến trận gặp Iraq mà ngay từ cuộc đối đầu với Philippines, cả huấn luyện viên Kim Sang-sik và thủ đều có chung quan điểm là đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào bản thân mình thay vì là phân tâm bởi chuyển động của đối thủ. Ở lễ bốc thăm AFF Cup 2024 vừa qua, ông Kim Sang-sik chia sẻ: Indonesia mạnh, Philippines nhập tịch nhiều, nhưng Việt Nam sẽ thắng nếu chuẩn bị đủ tốt. Đó là niềm tin của ông Kim Sang-sik vào các học trò của mình và nội lực của chúng ta. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng huấn luyện một đội tuyển nào ngoài riêng Book Hidayatotos trước khi đến Việt Nam để dẫn dắt một đội bóng hoàn toàn xa lạ. Dù khẳng định là ông đã tìm hiểu về tuyển Việt Nam, nhưng ông Kim Sang-sik khó mà có thể tránh khỏi rủi ro ở một tập thể đã thay đổi đến 6 huấn luyện viên trong vòng 12 năm qua. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và sự khiêm nhường, như cái cách mà ông nhẩm hát quốc ca Việt Nam hay là cúi đầu cảm ơn khán giả sau trận gặp Philippines, thì có thể tin là ông Kim Sang-sik hiện là đang lựa chọn cách tiếp cận khác, thiên về tình cảm hơn và cũng gần gũi hơn. Với cách tiếp cận này, ông Kim Sang-sik hiểu rõ ý nghĩa của trận gặp Iraq sẽ không nằm ở tấm vé đi tiếp khi mà cơ hội của chúng ta là không còn nhiều, mà nó nằm ở động lực và khát vọng. Thêm một trận đấu tận hiến nữa sẽ đưa người hâm mộ trở lại gần hơn với đội tuyển của chúng ta và cũng để cho cầu thủ tin tưởng hơn vào triết lý và con đường của ông Kim Sang-sik. Và cũng còn lời hứa sẽ nhảy hip hop cho học trò mà ông Kim Sang-sik tếu táo đưa ra trong buổi họp sau trận thắng trước đội tuyển Philippines tối ngày 6 tháng 6. Như đã nói ở trên thì ngày 6 tháng 6 vừa qua, tuyển Việt Nam đã mang lại một thắng lợi đầy cảm xúc sau màn lội ngược dòng trước Philippines tại sân Mỹ Đình. Dựa trên tính toán gần nhất của chuyên trang Football Ranking, thắng lợi trước Philippines giúp cho tuyển Việt Nam được cộng 10,38 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó thì chúng ta dự kiến có thể tăng 2 bậc từ hạng 115 lên hạng 113. Trước đó, theo cập nhật mới nhất do FIFA công bố vào tháng 3 năm 2024, Việt Nam tụt 10 bậc so với tháng trước và xếp ở vị trí 115. Đáng chú ý, thắng lợi trước Philippines không chỉ giúp Việt Nam dự kiến là sẽ thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA mà chúng ta còn lọt top 7 đội tiến bộ nhất trong dịp FIFA Days đầu tháng 6 này, tính đến thời điểm hiện tại. Cụ thể là dựa trên tính toán của Footy Ranking, Việt Nam và Triều Tiên là hai đại diện duy nhất đến từ khu vực châu Á lọt vào danh sách này. Về phía đội tuyển Triều Tiên, thắng lợi 1-0 trước Syria ngày 6 tháng 6 đã giúp cho đội bóng này được cộng thêm 15 điểm, dự kiến tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ hạng 118 lên hạng 112. Trong khi đó, 5 đội tuyển còn lại cũng lọt top danh sách này đều đến từ khu vực châu Phi, bao gồm Guinea được cộng 16,2 điểm, Ghana 15,3 điểm, Lesotho được cộng 14,8 điểm, Sudan 14,3 điểm và Madagascar cộng 12 điểm. Ở lượt cuối tới đây, chúng ta sẽ đụng độ Iraq. Đoàn quân của ông Kim Sang-sik có cơ hội tích lũy thêm điểm số nếu giành được ít nhất một điểm trước đại diện Tây Á này. Tuy nhiên thì thực tế đây không phải mục tiêu mà chúng ta dễ đạt được, bởi là như đã nói ở trên thì Iraq vốn là một trong những đội mạnh của châu Á. Hơn nữa thì họ có trong tay những cầu thủ có thể hình thể lực và sức mạnh vượt trội so với Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.